À, xin chào quý vị và các bạn. Với video clip ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn mà cách chỉnh chất lượng hình ảnh làm sao cho đẹp nhất đối với TV Samsung, của hãng Samsung, mà các bạn làm sao mà các bạn xem được cái chế độ hình ảnh nó chuẩn. Thì đây các bạn xem đây, đây chất lượng hình ảnh mặc định đây thì rất là xấu và nó có cái độ lớp sáng lờ mờ. Thì để hôm nay để làm sao có được một hình ảnh đẹp nhất thì mình sẽ hướng dẫn giới thiệu với các bạn. Thứ nhất là các bạn sẽ vào cái phần cài đặt, đấy cài đặt trên điều khiển từ xa của các bạn. Rồi các bạn thứ nhất là các bạn sẽ lướt qua một cái chế độ hình ảnh, cái vệt sáng đầu tiên này thì các bạn chuyển sang đây, lướt qua một cái chất lượng hình ảnh để mình xem được nó đang để cái chế độ hình ảnh nào. Thì ở cái chế độ hình ảnh của khách hàng để là mình thấy là đang để ở chế độ phim ảnh, thì thường là để chế độ phim ảnh như thế này thì chất lượng hình ảnh mình thấy là nó không được đẹp. Và thông thường là trong quá trình sử dụng thì một số khách hàng và gia đình có những trẻ nhỏ, người ta bấm thì vô tình người ta bấm chuyển sang chế độ hình ảnh thì chất lượng hình ảnh nó sẽ không được đẹp. Thì lúc này thì các bạn sẽ chọn thứ nhất là chế độ tự nhiên này. Đấy, các bạn thì ảnh nó sáng và nó đẹp hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Chế độ chuẩn này, rồi chế độ sống động thì hình ảnh sáng bừng lên, đúng không ạ? Đấy, hình ảnh rất là đẹp, sống động và sáng bừng lên. Đấy, đấy, rồi. Thì đối với mặc định của TV Samsung mà khi mà các bạn lấy về thì các bạn là mua về thì nó sẽ để chế độ chuẩn. Thì một là để chế độ chuẩn cũng được, hai thì các bạn để chế độ sống động. Sau đấy là các bạn sẽ vào cái chế độ cài đặt chuyên môn này. Đấy, cài đặt chuyên môn thì đúng này. Đấy, thì các bạn giảm cái ánh sáng nền đi cho tôi, giảm đi, để tầm 20 thì các bạn để tầm 15 thôi. Rồi tiếp theo là cái độ tư phản này thì các bạn giảm đi để đỡ chói mắt, giảm đi. Nó đang là 100% thì các bạn sẽ giảm cho tôi tầm 85% thôi. Đấy, là hai cái là các bạn lưu tâm để ý cho tôi. Ba cái độ nét thì để mặt nó không bị gai mặt thì các bạn, nó đang ở 55 này. Đấy, các bạn giảm đi. Đấy, lúc này hình ảnh cái mặt của diễn viên này ở trên phim này nó rất là đẹp. Thì theo tôi thì các bạn chọn để ở tầm 50 thôi, để nửa thôi. Đấy, rồi còn về cái chế độ gam màu hoặc là tông nền thì các bạn là tùy các bạn chọn tông màu là êm dịu hay là chế độ chuẩn này. Đấy, nó cũng có khác đấy, khác rất là nhiều đấy. Thì mình thì hay để mặc định ở chế độ êm dịu thì cái tông nền nó sẽ đẹp hơn, nó màu xanh. Samsung thì nó tông nền nó thường nó màu xanh. Đấy, thì nó sẽ đẹp hơn. Đây khi các bạn bách ra này, các bạn bách ra thì các bạn thấy hình ảnh rất là trung thực và đẹp, đúng không ạ? Đấy, ảnh rất là sâu. Đấy, còn về cái vấn đề nữa là kích thước hình ảnh thì nó cũng nằm ở trong hình ảnh đây, người ta ghi rõ kích thước hình ảnh. Thì các bạn thì tùy ở nhà mình làm, nếu mà người già dùng thì thường là hay chế độ phóng to ra. Phóng to thì mình sẽ vào cái phần tùy chọn, thì các bạn vào tùy chọn thì vừa màn hình này, rồi zoom vị trí này. Đấy, thì các bạn vào đây các bạn chỉnh thì nó là phóng to như thế nào thì các bạn chỉnh ở trong đây cho tôi. Đấy, đang chế độ phóng to hình ảnh. Thì với những nhà mình có những người già mình dùng thì mình nên phóng to hình ảnh ra. Đấy, đấy các bạn xem hình ảnh rất là đẹp, đúng không ạ? Đấy, thì với video clip hôm nay thì mình là Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình, kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình, giới thiệu với các bạn cách chỉnh hình ảnh đối với TV Samsung 43K5500 AKXP. Vậy mình sẽ tạm dừng video clip tại đây. Các bạn xem và các bạn áp dụng với TV nhà mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau.